Đây là một kiểu thiết kế rất là độc lạ. Các bạn có thể về để thấy ha. Thì đó là cái thông số mình được cái màu vàng. Kèm theo đó là ngoài đường viền được bo màu đen nha. Đây là một cái điểm nhấn mà khá là đặc biệt của cái mẫu này. Mình sẽ cho bạn xem kỹ ha về phần con tên số này. Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm thiết kế mà bên mình vừa mới thiết kế xong cho vật liệu xây dựng bảo ngọc ha. Thì đây là mẫu áo mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Đây, thì như các bạn đang nhìn thấy ha, thì mẫu áo này thì thiết kế lại ha, theo yêu cầu của khách hàng bên mình. Thì tông màu chủ đạo là màu vàng và màu đen trắng ha. Và những cái họa tiết. Cái thân áo ha, thì được in chuyển nhiệt ha, những cái họa tiết màu đen theo kiểu thiết kế của bên mình. Và bên được trái ha, thì được in chữ của đơn vị ha, vật liệu xây dựng Bảo Ngọc, vật liệu xây dựng ha. Đây là được in chuyển nhiệt bạn, cho nên mật thấm vào vải trực tiếp nha, không có xảy ra vấn đề bong tróc. Cái phần thứ hai là tên số ha. Thì đây là một kiểu thiết kế rất là độc lạ. Các bạn có thể dễ để thấy ha. Thì đó là cái thông số của mình được in màu vàng, kèm theo đó là ngoài đường viền được bo màu đen nha. Đây là một cái điểm nhấn mà khá là đặc biệt của cái mẫu này. Mình sẽ cho bạn xem kỹ hơn về phần con tên số nè. Rất là sắc nét và đẹp ha. Và đối với công nghệ của bên mình thì đối với mẫu áo này thì không bao giờ mà bảo hành bong tróc cho bạn trọn đời luôn. Đây, bao bong tróc, bao giặt ủi ha. Đấy, kéo cho bạn nha. Đó, không có bị vấn đề hết nha. Đó. Rồi, mình sẽ cho xem lại một lần. Thì đây là phong nữ nha, mình may theo yêu cầu. Cho nên đây là phong nữ, các bạn nhìn là phong nữ ha. Nhiều bạn hỏi mình phong nữ như thế nào. Thì phong nữ thì có chích eo hai bên hông ha. Đó, phong nữ. Ngoài ra thì có những cái size mà lớn hơn. Ví dụ như đây, mình sẽ cho bạn xem những cái size lớn hơn. Đây là size 2X ha, rất là to đúng không? 2XL. Thì những cái mẫu áo có sẵn thì chỉ có là size XL thôi. Nhưng mà đối với mẫu áo này thì mình may lại. Cho nên may full size cho các bạn nha. Các bạn có thể may được 3X, 4X, 5X đều được, tùy theo cân nặng. Mình sẽ xem một số cái mẫu áo ha. Đây là sản phẩm bên mình thiết kế ha, hoàn thành xong sản phẩm. Xem lại một số, mình sẽ cho bạn xem một số cặp ha. Cái mẫu số này rất là đẹp. Đây số phông số này. Một số phông số rất là đẹp. Xin kính tư. Các bạn có thể theo dõi kỹ hơn bằng việc xem quan sát trực tiếp bên mannequin của bên mình nha. Đây, dòng chữ nhà tài trợ ha. Mẫu áo là một cái họa tiết rất là sắc nét. Và cái quần mẫu áo này ha, được bên mình may màu đen. Các bạn theo dõi về cho một quần ha. Về chất liệu vải của mẫu này, được bên mình may với chất liệu vải là mè cao cấp nha. Theo yêu cầu của khách hàng bên mình. Đây, chất liệu vải mè nè. Xem gần các bạn xem ha. Thoáng mát rất là tốt. Đây là chất liệu vải mè. Thì vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn xong về cái mẫu thiết kế này rồi. Thì mình hy vọng nó sẽ là một cái ý tưởng để các bạn có thể lên được những mẫu thiết kế cho bên mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và hãy subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của bên mình nhé. Xin chào.